Phạm Manich. Trước khi nói về Phạm Manich, có rất là nhiều người biết rằng Phạm Manich là một công ty Nu Skin mua lại, là công ty sản xuất thực phẩm chức năng của Nu Skin với rất nhiều những các cái ứng dụng công nghệ khoa học độc đáo. Nhưng trước khi nói về công ty Phạm Manich thì Nguyệt sẽ xin nói về công ty Nu Skin. Công ty Nu Skin trụ sở tại tiểu bang Utah của Hoa Kỳ. Công ty Nu Skin được thành lập năm 1984, có trụ sở chính đặt tại Provo, tiểu bang Utah của Mỹ. Mã số của chứng khoán của công ty Nu Skin tăng 300% trong vòng 3 năm vừa rồi và doanh thu trên 1,7 tỷ đô la, hoạt động tại hơn 52 quốc gia và tiền mặt không mắc nợ tài chính chính phủ. Cái vốn thị trường của công ty Nu Skin đạt 1,5 tỷ đô la và 700 nghìn đô la cơ sở, 700 triệu đô la cơ sở hạ tầng. Nu Skin đây là một cái biểu đồ mức tăng trưởng của công ty Nu Skin trên thị trường chứng khoán. Có một vài những công ty đang được so sánh như Yahoo. Yahoo có chỉ số tăng trưởng 6,74%. Công ty Google tăng 83,93%. Tuy nhiên, Nu Skin với mã chứng khoán NUS, các anh chị có thể nhìn thấy chỉ số chứng khoán của Nu Skin tăng trưởng hơn 300% trong vòng 3 năm từ 2008 đến năm 2011. Và Nu Skin đã được xuất hiện rất là nhiều trên những các cái phương tiện thông tin đại chúng, những các cái tờ báo nổi tiếng của Mỹ đã từng đăng tải những các cái bài ca ngợi công ty Nu Skin. Chuyên Nu Skin có mặt tại thành phố lớn và công ty Nu Skin đang xây dựng một cái trụ sở 90 triệu đô la Mỹ chuyên nghiên cứu về công nghệ chống lão hóa với những các cái đội ngũ các nhà khoa học kết hợp với công ty LifeGen Technology, những các cái đội ngũ các nhà khoa học lớn công ty đây là những các cái hình ảnh của một số những các cái nhà khoa học lớn của công ty chuyên nghiên cứu về gen trực thuộc Nu Skin và Pharmanex với đội ngũ trên 40 giáo sư có bằng cấp tiến sĩ cộng với một số lượng lớn ban cố vấn của công nghệ chống lão hóa của Nu Skin. Và hiện nay các sản phẩm của Nu Skin, các sản phẩm dưỡng trong, những sản phẩm dưỡng ngoài của Nu Skin được phân phối tại 53 quốc gia và Việt Nam là quốc gia thứ 53 vừa khai trương ngày 10 tháng 8 năm 2012. Có rất là nhiều người mong muốn khỏe, trẻ và đẹp hơn. Tại sao người ta không mong muốn đẹp hơn, trẻ hơn rồi mới đến khỏe hơn? Cái vấn đề là sức khỏe bao giờ cũng đặt lên hàng đầu. Nếu như cơ thể con người không khỏe thì chúng ta không thiết làm bất kể một cái vấn đề gì cả. Và tại Mỹ, mỗi một năm có 11 triệu người chi tiêu hơn 13 tỷ đô la cho việc chăm sóc thẩm mỹ cũng như là việc chăm sóc sức khỏe. Và hiện nay cái xu hướng chính là chăm sóc sức khỏe chủ động. Thế kỷ 21 là thế kỷ chăm sóc sức khỏe chủ động. Không phải là bây giờ chúng ta có bệnh, chúng ta mới vào bệnh viện để khám, mà chúng ta có những các ý để chăm sóc sức khỏe ngay từ khi mà chúng ta chưa mắc bệnh. Có sử dụng những các cái sản phẩm để phòng ngừa những các cái chứng bệnh mà không nhìn thấy rõ nét. Ví dụ như một số những các cái căn bệnh như ung thư chẳng hạn. Nếu như trường hợp những căn bệnh ung thư mà khi mà phát hiện ra có những triệu chứng, ví dụ như là đau hoặc là có những triệu chứng rõ nét thì khi đó thường là thuộc những các cái giai đoạn cuối rồi. Và khi nó không có những các cái khả năng chữa trị. Sức khỏe thì phụ thuộc vào những các cái gì bạn đang ăn, đã ăn. Thực sự ra ở Việt Nam bây giờ thì cái nguồn cung cấp năng lượng rất là dồi dào, tuy nhiên đều không được kiểm soát. Có rất là nhiều những các cái thực phẩm không được bất kể một cơ quan quản lý nào kiểm soát. Rau, củ quả cũng như là thịt, cá đều có những các cái nguy cơ lây nhiễm cũng như truyền bệnh rất là cao. Và hiện nay cái ý thức
của rất là nhiều người nông dân là khi họ thấy có lợi, họ có thể là đưa ra thị trường những các cái sản phẩm chưa được phép. Tôi lấy ví dụ như là một số những các cái trang trại sử dụng những các cái thuốc kích thích thực vật quá nhanh, ví dụ như là trồng dưa chuột, và họ sử dụng những các cái loại thuốc trừ sâu để làm cho không bị phá hoại. Tuy nhiên, ngay ngày hôm trước người ta phun thuốc trừ sâu mà ngày hôm sau người ta đã mang đi bán rồi, thì điều đấy tất cả những các cái dư lượng của thuốc nó vẫn còn tồn đọng ở trên những cái thực phẩm chúng ta ăn rất là nguy hại. Trong đợt cũng vậy, hiện nay sử dụng cái cám tăng trọng rất là nhiều và thường là giữ nước và có những tố, và theo quy định thì mỗi một khi xuất chuồng heo hay gà hay gia cầm, bất kể một con vật gì sử dụng thuốc tăng trọng thì trước 10 ngày phải cho sử dụng một cái loại thuốc, đó là thải đào thải những các cái độc tố có ở trong thuốc tăng trọng. Tuy nhiên thì cái thuốc đấy đắt và rất là nhiều người nông dân không sử dụng cái thuốc đấy, và cứ được giá và cần là họ đều có thể là họ bán. Chính vì thế cho nên là cái nguy cơ hiện nay đang rất là nhiều người đang mắc phải và đang có chung một cái đó là gì? Thiếu vitamin và khoáng chất, thiếu những các cái chất xơ, thiếu nước, thiếu vận động, nhưng mà lại thừa những chất không nên thừa như là các chất bảo quản, những chất đường mỡ, những các cái độc tố, những các cái gốc tự do, những sự stress. Hiện nay có rất là nhiều những các cái công việc liên tục bị áp lực, có rất là nhiều người bị áp lực liên tục. Chính cái sự áp lực này nó cũng gây cái nhu cầu mất cân bằng và nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Hôm nay thì tôi cũng nói đến Phạc-ma-ních, đó là một viện nghiên cứu chuyên môn đã có uy tín trên 15 năm với 40 giáo sư có bằng cấp cao trong những lĩnh vực y học liên quan từ nhiều quốc gia như là hàn dược này, thảo dược, sinh học phân tử, xây dựng nhiều những các cái chi nhánh tại các quốc gia. Mỗi viện nghiên cứu thì có khoảng 150 chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều chế thuốc hoặc chuyên sản xuất các sản phẩm chiết xuất 100% từ tự nhiên, có bề dày lịch sử nghiên cứu và luôn quan tâm đến những các cái kết quả luận chứng của các sản phẩm đã trải qua những thời gian nghiên cứu lâu dài và thông qua tính năng lâm sàng của sản phẩm. Các nhà khoa học của Pharmanex đã nỗ lực kết hợp với khoa học phương Tây hiện đại, với những các cái khoa học kỹ thuật y học cổ truyền và trải qua hàng nghìn năm lịch sử của Trung Quốc, bằng việc là kết hợp những các cái phương pháp phát triển các dược phẩm đã được khoa học hóa với các phương pháp trị liệu truyền thống. Các nhà khoa học của Pharmanex thì đã rất là thành công trong những các cái việc xác nhận chức năng của loại thảo dược nào và cái tác dụng kỹ thuật tiên tiến nhất trong những các cái việc điều chế và tinh luyện các sản phẩm để thành những các cái thành phẩm. Thông qua đó thì để có những các cái sự hấp thu được tốt nhất, thì mong muốn của các cái thành phẩm này, Phạc-ma-ních đã đưa ra sản xuất những các cái dạng, ví dụ như là dạng viên nén, những dạng lỏng hoặc là những các cái dạng bột, và liên kết với hơn 70 nhà khoa học có kinh nghiệm tại những các cái công ty điều chế những thực phẩm rất là lớn. Thì ngày nay thì những các cái nguồn gốc, những các cái nguồn động lực nghiên cứu của Phạc-ma-ních, đó là hiện tại thì là có 40 giáo sư làm chính thức làm việc ở trong Phạc-ma-ních, và cùng với 70 nhà khoa học thường trực thì viện đang được hình thành nên bởi 150 nhà khoa học không thường trực trực thuộc những các cái trường đại học, ví dụ như là UCLA này, USC này, Harvard này, Cornell Columbia hoặc Stanford, Canasta tại Mỹ, và những các cái viện nghiên cứu như là Đại học Y học Thượng Hải này, Đại học Y Bắc Kinh này ở tại Trung Quốc. Phạc-ma-ních thì cũng đã xây dựng những các cái văn phòng cũng như là những các cái viện nghiên cứu nằm thuộc bên trong những các cái trường, ví dụ như là trường Đại học Y của Thượng Hải, hoặc là những các cái ở trong thành lập những các cái trung tâm nghiên cứu thường trực ở bên trong trường Đại học Bắc Kinh. Thì công ty Phạc-ma-ních lần đầu tiên với một tư cách là một doanh nghiệp tư nhân giành phần thắng trong một cái cuộc đối chất với cơ quan an toàn thực phẩm Mỹ, đã khiến tất cả những các cái cơ quan ngôn luận Mỹ xôn xao
Và nội dung của cái cuộc đối chất đó là tổ chức FDA cho rằng những các cái xạ cho rằng cái sản phẩm là Coristin, tức là một một trong những các cái sản phẩm của Nu Skin ấy, là một loại dược phẩm. Tuy nhiên thì trong khi đó thì công ty này đã chứng minh là đây là một loại thực phẩm. Và khi đó thì ở tại Mỹ thì có rất là nhiều những các cái báo giới họ đưa những các cái thông tin này lên những thông tin đại chúng. Tổ chức FDA là gì thì một lát nữa thì tôi sẽ nói. Tuy nhiên tất cả những các cái thực phẩm chức năng của Pharmanex thì đã được đánh giá tiêu chuẩn hóa một cách chính xác các thành phần hoạt tính thiên nhiên có ích lợi để cho cơ thể được điều chế phù hợp với những các cái đặc tính và tiêu chuẩn của từng sản phẩm. Và công ty FDA là một cơ quan an toàn dược phẩm Hoa Kỳ. Và như lúc nãy nói là có một sản phẩm mà công ty Nu Skin đã đứng lên đối chất và chứng minh những các cái tính khoa học của mình. Thì cơ quan chính phủ trực thuộc Bộ Y tế Hoa Kỳ này thì được thành lập với mục đích là bảo vệ người tiêu dùng, có chức năng là giám sát độ an toàn của các sản phẩm xuất nhập khẩu, các sản phẩm sản xuất trực tiếp tại nhà máy hoặc là các sản phẩm quan trọng bảo quản trong kho. Đây là một tổ chức có thể là đưa ra các quy định luật pháp cần thiết như đình chỉ việc phân phối các sản phẩm có hại hay kiểm tra các mặt hàng chưa qua kiểm tra, có thể truy tố các công ty vi phạm luật định hoặc tịch thu các mặt hàng có hại thông qua những các cái luật tố tụng. Tổ chức FDA ra đời thì nhằm bảo vệ người tiêu dùng, là một tổ chức nổi tiếng trên thế giới đến nỗi được sử dụng trong cơ thể. Những sản phẩm mà không không tự tin thì sẽ không bao giờ yêu cầu FDA kiểm tra cái thành phần này, bởi vì công ty đó sẽ bị đóng cửa khi mà không đủ những các cái chỉ tiêu do FDA đề ra. Thì rất là may, rất là vui mừng là trong Pharmanex thì có 6 cái sản phẩm tiêu biểu mà đã được đưa lên cái danh mục là thuốc tham khảo của bác sĩ ở tại Mỹ và số 58 phát hành năm 2009 và đã được FDA công nhận là các sản phẩm có giá trị tương đương với thuốc. Đó là sản phẩm Lipac, sản phẩm T-Green, sản phẩm Optimum Omega, sản phẩm Resimac và Codimac và Cortisone, Cortisone. Và 6 cái sản phẩm này thì hiện nay đang có 2 sản phẩm là Omega, Marine Omega và T-Green đã có mặt ở thị trường Việt Nam. Sản phẩm Pharmanex tự hào là sản phẩm được chế tạo từ 100% nguyên liệu tự nhiên bởi một nhóm các nhà khoa học nghiên cứu gồm 150 các nhà khoa học và đứng đầu là 70 nhà khoa học đứng hàng đầu. Vậy tiêu chuẩn 6S là gì? Tiêu chuẩn 6S đây là 6 6 cái từ của tiếng Anh. Thứ nhất đó là sự lựa chọn. Thì trước khi nói về quy chuẩn 6S thì tôi cũng muốn nói qua một chút là cái quy trình 6S này nó sẽ cung cấp những các cái sản phẩm tốt nhất với những nguyên liệu được chọn lọc một cách rất là cẩn thận. Có nhiều yếu tố thì gây ảnh hưởng đến những các cái tính an toàn của sản phẩm, gây ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm, ví dụ như là khí hậu, nhiệt độ, không khí, những các cái độ mặn, kỹ thuật nuôi trồng, những các cái điều kiện bảo quản, những quá trình tái tạo, những các cái quá trình quản lý chất lượng, vân vân. Thì tất cả những các cái yếu tố này thì nó ảnh hưởng đến tính an toàn của sản phẩm. Và sản phẩm tự nhiên thì bị biến đổi những các cái tính năng, hiệu quả hoặc là những bị biến đổi những các cái độ tinh khiết do nhiều yếu tố, ví dụ như là bao gồm những quy trình tái tạo này, những trạng thái bảo quản, phương pháp thu hoạch, phương pháp nuôi trồng, điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, lượng mưa và thậm chí là công nghệ sản xuất. Thì những các cái sản phẩm của Pharmanex được sản xuất bằng những các cái quy trình đặc biệt thì luôn duy trì một cái tiêu chuẩn nhất định nên có thể là đạt được những các cái hiệu quả tác dụng của một một viên nang hoặc là một một chất lỏng hoặc là một dạng bột. Pharmanex thì nắm được những các cái kỹ thuật sản xuất độc đáo, hoàn toàn đáng tin về tính năng và tính an toàn của sản phẩm. Từ việc tìm kiếm chọn lọc nguyên vật liệu hàng đầu có những các cái thành phần tốt hoặc là có những các cái chứng minh lâm sàng hoặc là do những các cái chứng minh lâm sàng thì do các cái nhà nghiên cứu thuộc những các cái đại trường đại học trên toàn thế giới người ta nghiên cứu
mà chủ yếu là những các cái trường đại học của Mỹ tiến hành. Vì vậy, chính vì thế cho nên là tất cả những các cái sản phẩm được chiết xuất từ thực vật được sử dụng trong những các cái sản phẩm của Phagmanex đều phải thông qua những các cái sự kiểm định mang tính khoa học một cách nghiêm ngặt để có thể là luôn duy trì được một cái lượng chất lượng sản phẩm tốt nhất. Quy trình 6S đó là thứ nhất, S đầu tiên đó là sự lựa chọn. Đó là việc lựa chọn cái thực vật, những các cái thực vật để được đưa vào sản xuất, để lựa chọn những các cái nguyên liệu tốt nhất thì Phagmanex đã phải phân tích những các cái tổng hợp, rà soát này, tóm tắt những các cái thông tin, những các cái thông tin về lịch sử rồi về tính năng lấy từ những người sử dụng, và đặc biệt là dược thảo được thông qua phân tích tài liệu và nghiên cứu tỉ mỉ về dược thảo do những các cái đội phát triển nghiên cứu, những các cái chuyên gia của người Á, người châu Á, người châu Mỹ thực hiện. Thì những các cái thảo dược mà được lựa chọn này thì phải được thông qua thí nghiệm. Cái thí nghiệm này nó phải đạt được những các cái tính an toàn, những các cái tính hữu ích thì sẽ được dùng trong sản xuất. Cái S thứ hai đó là cái S thu mua nguyên vật liệu và những các cái địa điểm sản xuất. Thì quyết định thu hoạch một sản phẩm trồng ra thì quyết định thu hoạch vào thời kỳ nào, ở nước nào thì đấy là một cái sự kiểm định rất là kỹ lưỡng của Phagmanex. Phản ứng hóa học trong những các cái thành phần nguyên liệu được chọn lọc một cách đánh giá thì mang cái tính hóa học và thực vật được bảo quản nguyên liệu ở trong những các cái điều kiện tốt nhất. Thì các nhà khoa học Phagmanex có tiến hành nghiên cứu mọi khía cạnh để quyết định về số lượng, chất lượng phù hợp với cả những các cái quy chuẩn và những các cái thực hiện của những các cái bài kiểm tra về về những các cái thực vật, xem là cái nơi nuôi trồng ra làm sao, những các cái địa điểm đấy, nguồn đất nó có phù hợp hay không. Rồi tôi nói ví dụ như là một số những các cái sản phẩm như là của một số những các cái giống mận hoặc là một số những cái giống trà thì phải sử dụng ở những các cái vùng núi cao là những vùng sản xuất trà nổi tiếng ở trên thế giới. Cái thứ ba nữa, cái S, quy trình S thứ ba đó là cấu trúc của sản phẩm. Cái cấu trúc này thì nó là chắt lọc những các cái thành phần mà làm sáng tỏ những các cái cấu trúc hóa học mà có giá trị của cái thực vật đấy. Ví dụ như là trong một cái dược phẩm, một cái thực vật mình thu mua thì nó có rất là nhiều những các cái cấu trúc. Tuy nhiên phải chắt lọc những các cái cấu trúc nào mà có lợi nhất thông qua những các cái kỹ năng mà mang những các cái tính chuyên môn và nghiên cứu hợp tác giữa các cái tổ chức và các trường đại học trên Mỹ và Trung Quốc thì tiến hành phân tích về các cái sự tồn tại của nó trong những các cái thành phần của nó trong cái môi trường nào thì nó phù hợp. Và cái cấu trúc này thì họ nó phân loại và nghiên cứu các cái thành phần thảo dược cơ bản khác nhau và phân tích kỹ thuật khoa học tốt nhất như là cấu trúc hóa học, những các cái thành phần có giá trị thì được giữ lại. Cái chữ S thứ tư đó là tiêu chuẩn hóa. Cái tiêu chuẩn hóa này là xác định được cái liều lượng các thành phần có ích trong thực vật và nó là được bao nhiêu thì để là tốt nhất. Có rất là nhiều những các cái liều lượng nó rất là quan trọng. Tôi nói ví dụ như là anh An chẳng hạn, anh An cũng là đi nấu phở, nguyên liệu để nấu phở thì cũng chỉ bao gồm là xương, là nước, là hành, là thịt bò. Nhưng mà lý do tại sao mà quán quán này lại đông khách, quán kia lại vắng khách, đó là gì? Đó là cái liều lượng, những các cái bí quyết mà những các cái liều lượng pha chế như thế nào cho nó phù hợp. Hoặc là đơn cử dễ hiểu nhất đó là tại sao cùng một bài thuốc của các thầy đông y gia truyền thì cũng tần đấy, cũng ngần đấy những các cái thuốc, mà tại sao với ông A chỉ tăng tăng cái thành phần ví dụ như thảo quả lên một chút hoặc là thành phần táo tàu lên một chút, ông kia giảm đi một chút trần bì hoặc là giảm đi một chút ý dĩ thì cái công dụng của thuốc nó hoàn toàn khác biệt nhau. Thì đấy là những các cái bí quyết của các nhà khoa học, các cái nghiên cứu của các nhà khoa học, và các cái việc định cái liều lượng này
thì có ích lợi ở ở ở cái liều lượng nào thì được xác định một cách rõ ràng và chính xác. Tất cả những các cái sản phẩm của Pharma Next thì được quy trình giống với cả các loại thuốc nên có thể hấp thu được một cách chính xác. Tuy nhiên thì có những các cái thực phẩm chức năng bao gồm cả thảo dược thì không thực hiện theo đúng những các cái tiêu chuẩn hóa không đáng tin về độ tính năng an toàn của một số các cái công ty khác. Là cái S thứ năm đó là tính an toàn. Tính an toàn thì không trong tất cả các sản phẩm của Pharma Next thì không có vi sinh vật, không có chất hóa học, không có chất độc, không có những thành phần kim loại nặng. Để đánh giá về tính an toàn thì các nhà khoa học phải phân tích được những các cái vi sinh vật, những các cái chất hóa học, những các cái chất độc tố trên sản phẩm. Và tuy nhiên thì trên thực tế thì vẫn có rất là nhiều những các cái trường hợp thực phẩm hỗ trợ sức khỏe hay là thực phẩm chức năng thì chưa đảm bảo được những các cái an toàn, có những các cái chứng nhận buôn bán ở bạn và hiện nay được bán lẻ trên thị trường rất là nhiều chưa được có những các cái chứng nhận an toàn về thực phẩm. Và cái chữ S thứ sáu đó là được chứng minh những các cái tính năng. Chứng minh tính năng thì thông qua cái kết quả lâm sàng khi 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 định lượng cái thuốc thành phẩm của công ty sản xuất ra. Và cái này nó là một cái thủ tục kiểm chứng thông qua những các cái phương pháp mang tính khoa học và chính tức là tuyệt đối chính xác và để chứng nhận là xác nhận lại cái tính năng và hiệu quả của sản phẩm sau khi mà sản phẩm đã hoàn thành. Và tất cả những các cái sản phẩm của Pharma Next và y dược phẩm của Pharma Next tiến hành kết quả thử nghiệm lâm sàng kết thúc những các cái bước thử nghiệm ví dụ như là những các cái bước 1 2 3 thì khi cái tính năng của hiệu quả sản phẩm được kiểm chứng thông qua những các cái phương pháp khoa học và khách quan thì sản phẩm đấy có thể là mới được điều chuyển đến tay người tiêu dùng. Đấy, và cái việc thực nghiệm trên lâm sàng đấy là việc hoàn thành cuối cùng. Ví dụ như là người ta cho thử nghiệm trên hai nhóm người khỏe mạnh. Một nhóm thì cho uống những các cái thuốc thật, tức là những các cái thực phẩm thật và một nhóm thì cho uống những các cái thực phẩm giả và tiến hành phương pháp như như thế với hai cái nhóm bệnh nhân nữa và chứng minh được cái tính năng của sản phẩm là thông qua những các cái nghiên cứu lâm sàng thì đó là những các cái chứng minh của các nhà khoa học. Và cái quan trọng nữa đó là cái phương pháp độc quyền. Cái phương pháp độc quyền này là phương pháp chế biến. Cái phương pháp chế biến của Pharmanex thì được độc quyền cấp phép bởi Pharmanex. Thì trong các cái phương pháp độc quyền này thì có một số những các cái phương pháp nghe thì có vẻ dễ hiểu thế nhưng mà thực sự ra nó là các từ chuyên môn cũng khá là khó hiểu. Tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất để cho mọi người có thể hiểu được. Hiện nay có rất là nhiều những các cái phương pháp như là ví dụ như là để sản xuất một cái loại sản phẩm nào đó thì cái đơn giản nhất đó là họ chắt lọc từ nguyên liệu thô và đưa vào sản xuất thì đấy là cái công nghệ sản xuất thô. Cái công nghệ thứ hai đó là những các cái công nghệ sử dụng những các cái cao cấp hơn một chút đó là những các cái công nghệ là dùng chất hóa học tức là một chất giống tương đương để sản xuất ra những các cái thành phẩm. Những các cái công nghệ thứ ba đó là các cái công nghệ thực phẩm và có những các cái công nghệ cao cấp nữa. Tuy nhiên thì hiện nay thì mỗi một sản phẩm Pharmanex đưa ra một cái ứng dụng công nghệ khác nhau. Nhưng mà đây là một số những các cái phương pháp chủ yếu của Pharmanex đang sử dụng. Thứ nhất đó là cái phương pháp sấy cộng hưởng. Thông thường thì một sản phẩm mà nếu mà sấy ở nhiệt độ quá cao thì nó sẽ bị mất đi những các cái lượng vitamin và những các cái khoáng chất mất rất là nhiều. Thì ở những các cái nhiệt độ mà được sấy trung bình thì cái lượng dinh dưỡng thực vật không bị phá hủy, tức là nhiệt độ là ở trong khoảng tầm 5 độ C thì là vừa phải. Còn phương pháp sấy cộng hưởng là một cái phương pháp được sử dụng trong sản xuất những các cái thức ăn vũ trụ cho các nhà du hành vũ trụ ở Cục Hàng không Mỹ NASA hiện nay. Trong những năm 70 ấy, thì thường ấy, người ta sử dụng cái phương pháp là khử trùng ở nhiệt độ cao, tức là khử trùng khoảng 4 đến 5 giây ở những các cái nhiệt độ khoảng 120 độ C. Thế nhưng mà cái lượng dinh dưỡng thì nó bị giảm một cách đáng kể. Thì các nhà khoa học phát minh ra những năm 80
thì khử trùng ở những các cái nhiệt độ thấp, khử trùng khoảng 45 phút ở nhiệt độ khoảng 63 độ C thôi. Thì nhưng mà tuy nhiên thì cái phương pháp này cái lượng dinh dưỡng cũng bị giảm đi khoảng 40%. Và những năm 90 thì nó có một cái phương pháp khử trùng đó là làm lạnh, đông lạnh, gia công đông lạnh thì khử trùng ở nhiệt độ là khoảng 42 độ C thì cái lượng dinh dưỡng bị mất đi khoảng từ 10 đến 20%. Và hiện nay với độc quyền của Pharmanex thì cái phương pháp sấy cộng hưởng với nhiệt độ 5 độ C thì cái lượng dinh dưỡng hầu như không bị mất đi. Chính vì cái phương pháp độc quyền này nó sẽ đưa lại những các cái kết quả rất là tốt cho người sử dụng. Cái phương pháp thứ hai có tên là amino chelate mineral, đó là một cái mineral, đó là khoáng chất, tức là nó làm tăng hấp thu những các cái khoáng chất. Vì cái đặc tính của khoáng chất là không tự hấp thu vào cái cơ thể người, cho nên là đây là một cái phương pháp mà cơ thể có thể hấp thu khoáng chất một cách rất là cao do cái amino bao quanh cái khoáng chất này. Và lượng hấp thu vào cơ thể của khoáng chất thông thường với các cái sản phẩm thông thường là khoảng 3% và bài tiết ra ngoài cơ thể khoảng 97%. Nhưng với cái phương pháp đặc biệt chelation này thì cái lượng hấp thu vào cơ thể là 92% và bài tiết chỉ có 8%. Cho nên là về cái chất lượng khoáng chất được lưu lại trong các cái sản phẩm của Pharmanex là rất là cao. Cái hấp thụ cơ thể được hấp thụ rất là nhiều và bảo toàn được những các cái chất, ví dụ như là chất đạm, những các cái chất chất hydrat carbon, chất béo cũng là làm những các cái chất đóng vai trò trung gian. Cái phương pháp thứ ba đó là cái phương pháp ester C, tức là đây là một cái phương pháp là ngưng tụ, tức là làm ngưng tụ vitamin C thì nó rất là dễ bị oxy hóa dưới môi trường tự nhiên. Thì trong các cái sản phẩm có thành phần vitamin C thì thông thường thì sẽ chỉ lưu lại ở trong cơ thể con người khoảng 3 đến 4 giờ thôi. Nhưng mà tuy nhiên với vitamin C sản xuất với cái phương pháp ngưng tụ này thì cái phương pháp STC này thì cái vitamin C sẽ được lưu lại trong cơ thể khoảng khoảng tầm 3 ngày. Và như thế thì cơ thể sẽ khi mà vitamin C vào cơ thể thì cái sức đề kháng của cơ thể được tăng lên một cách rất là đáng kể. Cái phương pháp thứ tư đó là phương pháp liposome. Cái phương pháp này thì có thể là rất là nhiều người nghe rất là quen rồi. Đây là một cái phương pháp rất là hay. Nó thường hay gắn liền với cái phương pháp nano và mọi người cũng hay, một là có thể hai kết hợp hai cái phương pháp với nhau và hai là có thể sử dụng song song hai hai phương pháp này. Cái liposome là gì ạ? Đó là một cái túi mà chứa những các cái chất lỏng được làm từ những các cái chất liệu mà nó giống như màng tế bào. Đây 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 có thể là được gọi là một mô hình của một cái tế bào nhân tạo, thì nó có cái kích thước của nó vô cùng nhỏ bé bằng những các cái phân tử nano, cho nó có nhiệm vụ là dẫn truyền những các cái vaccine này, những enzyme hoặc là những các cái thuốc đấy. Và chính vì cái phương pháp này thì với những các cái kích thước nhỏ có nằm trong những các cái túi, nó thông thường những sản phẩm khi ta sử dụng vào dạ dày thì nó sẽ bị những các cái axit trong dạ dày nó hòa tan, và khi đó thì nó sẽ có rất là nhiều những các cái lượng lượng chất thuốc nó sẽ bị đào thải ra ngoài. Tuy nhiên với những các cái phương pháp này, cái phương pháp liposome này thì những các cái túi đấy nó vẫn vận chuyển những các cái thành phần ưu việt ở trong những các cái sản phẩm được 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 độc chế ra, được tinh chế ra, nó sẽ vận chuyển đến ruột. Thậm chí khi đó nó mới vỡ ra và nó thẩm thấu đến những thành ruột và nó đi vào những các cái nó sẽ là một những các cái mô hình của những các cái tế bào nhân tạo và nó sẽ có những các cái nhắm đến những các cái mục tiêu. Thực sự ra cái phương pháp này là một cái phương pháp rất là thông minh. Những các cái liposome này nó rất là thông minh. Nó nhắm được đến những các cái mục tiêu, nó có thể tàng hình được và nó để điều trị trong những các cái mà gần như là những các cái sản phẩm mà dễ bị đào thải ra ngoài. Đấy, và đây là một cái phương pháp mà là để lượng lượng những các cái lượng đặc biệt của trong những các cái thực phẩm nó được hấp thụ vào cơ thể, và cái phương pháp này là được sử dụng trong các cái viên Lipac nano, kết hợp phương pháp nano nano và cái phương pháp mà cái liposome này. Phương pháp mà
Một phương pháp nữa đó là phương pháp khử trùng tự nhiên. Cái phương pháp khử trùng tự nhiên này á, nếu như bình thường ra khử trùng bằng những các cái phương pháp thông thường, ví dụ như là những các cái phương pháp điện tím này, quay ly tâm này, hoặc là một số những cái phương pháp mà mang tính các chất vật lý, thì nó sẽ làm thay đổi những các cái tính chất lý hóa của sản phẩm đi rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái hệ thống khử trùng tự nhiên này nó sẽ không làm đi mất mất đi những các cái tính chất lý hóa của sản phẩm. Một cái phương pháp nữa đó là một cái phương pháp mang cái số hiệu là 423302, thì thực sự ra thì tôi cũng không biết dịch nó là cái gì. Tuy nhiên thì cái phương pháp này đang được thực hiện với những cái sản phẩm nó là Whiter Pharmanex, tức là những sản phẩm màu trắng. Cái sản phẩm này là nó sẽ được làm ra với những các cái sợi trong những các cái thực phẩm, mà đây nó là không phải là sợi thực vật mà là một sợi động vật được tinh chế. Những các cái tính năng của sợi động vật thì là nó làm cho hấp thụ những cái ít chất béo trong thức ăn và đào thải ra bên ngoài cơ thể, và có khả năng là thúc đẩy những các cái hoạt động của đường ruột và đào thải những các cái chất gây gây hại, trong đó bao gồm cả cholesterol, và có tác dụng như là kháng ung thư. Thì cái sản phẩm này thì cái công nghệ này sử dụng trong những các cái sản phẩm để làm giảm cân, những các cái sản phẩm của Victory. Và một cái phương pháp nữa, một cái phương pháp rất là đặc biệt đó là phương pháp Manan. Cái phương pháp Manan này là một phương pháp khi mà sản xuất với Are là lô hội á, thì trong một cái quá trình tạo ra thì cái Are này nó sẽ sinh ra một cái loại khí hydro, thì do enzyme có trong Are và những các cái hình thức liên kết giống như một cái chuỗi gọi là cả manon này nó đi vào trong cái Are, nó sẽ làm tăng, tức là nó sẽ làm những các cái vi khuẩn nó được công nhận, và nó ví dụ như là sản phẩm sử dụng cho đường ruột thì nó không phải là nó tiêu diệt vi khuẩn mà nó nhìn nhận một số những các cái nhóm vi khuẩn có lợi, và nó sẽ thay thế, coi như là nó sẽ thay thế những các cái thuốc kháng sinh để nó điều chỉnh lại dần những các cái men ở trong 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 cơ thể. Và khi mà sử dụng những các cái sản phẩm Pharmanex thì thực sự ra có rất là nhiều những các cái tác dụng phụ, nhưng mà các anh chị thì cũng nên hiểu là những các cái tác dụng này nó hoàn toàn là bình thường, và nếu như mà các sản phẩm uống vào mà nó vô thưởng vô phạt thì có nghĩa là cơ thể của chúng ta không được hấp thụ bao nhiêu cả. Và tôi rất là mong muốn là nếu như mà các anh chị có bút thì chúng ta có thể lấy bút ra, chúng ta có thể ghi một số những các cái triệu chứng, và khi đó chúng ta sẽ nói cho khách hàng một cách rất là khẳng định để khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm Pharmanex. Bởi vì hầu hết khi sử dụng sản phẩm Pharmanex đều có những các cái biểu hiện hơi khác biệt so với bình thường, và tất cả những các cái biểu hiện này đó là cơ thể đang được điều chỉnh, đang được chỉnh sửa. Ví dụ thông thường thì những các cái chứng là hồi hộp và tim đập nhanh khi sử dụng Pharmanex là thường thường gặp nhất trong tất cả những các cái người sử dụng có thể trạng yếu. Với một số người mà thể chất axit, tức là trong cơ thể người thì dư 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 axit nhiều á, thì hay có những các cái hiện tượng là buồn ngủ, cảm thấy khô cổ, đi tiểu thì thường xuyên hơn, trung tiện nhiều, và cảm thấy da có thể là bị ngứa ngáy. Một số người có những các cái bệnh huyết áp cao thì khi sử dụng thì có thể là có những cái hiện tượng là cảm thấy hơi choáng váng đầu óc trong khoảng thời gian độ khoảng 1 đến 2 tuần, thì cảm giác là người nó không được khỏe, huyết áp có thể tăng nhẹ và có thể hơi buồn ngủ. Nhưng mà trong vòng 1 đến 2 tuần thì tất cả những các cái hiện tượng này nó sẽ gần như không còn, và cái huyết áp nó sẽ ổn định trở lại. Những người mà thường là bị đau dạ dày này, hay là những các cái bị loét dạ dày các thứ, thì thường là cảm thấy là khó chịu hơn ở những các cái chỗ đau, những chỗ loét đó, hoặc là có thể là cảm thấy là có ăn nó bị đầy bụng mà không tiêu, hoặc là có một số người bị tiêu chảy.
những cái người mà bị bệnh đường ruột, đặc biệt là những cái người bị bệnh đường ruột, thì cái hiện hiện tượng điển hình của cái vấn đề này đó là gì ạ? Đó là bị tiêu chảy nhiều hơn, nhưng mà mức độ nhiều hay ít thì lại tùy thuộc vào từng người, chứ không phải là ai cũng giống ai cả. Nếu như mà những người mà chức năng gan kém ấy, thì chúng ta thấy có những cái hiện tượng là có thể là hơi hơi buồn nôn, hoặc là có thể là xuất hiện những một số những cái chất ban, những các cái chất ban ban nhỏ ở trên da, hoặc là có thể là hay buồn ngủ, vân vân. Thực sự ra ấy, thì ví dụ như là những người mà bị dị ứng, thì khi mà sử dụng những các cái sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm ví dụ như detox thải độc chẳng hạn, hoặc là những các cái người bị trứng cá, thì cảm giác là sẽ có những các cái hiện tượng là trứng cá lên nhiều hơn, hoặc là cái mẩn ngứa có thể là bị tăng dần trong khoảng thời gian 2-3 ngày. 2-3 ngày thì cái mức độ nó tăng dần lên, nhưng mà cái vấn đề đó nó sẽ được giải quyết trong một thời gian rất là ngắn. Những các đặc biệt là những các cái người mà bị những các cái đau khớp này, đau xương này, thì nó sẽ bị đau đau thêm trong cái khoảng thời gian khoảng 10 ngày. Đấy, đau đau khoảng 10 ngày, và khi đó thì nó sẽ giảm dần, tùy theo những các cái mức độ của mỗi người một khác nhau. Và hiện nay Pharmanex rất là tự hào, Việt Nam rất chúng ta rất là tự hào vì có một sản phẩm của Việt Nam được đưa vào trong cái công nghệ sản xuất của Pharmanex, do các cái giáo sư đầu ngành, những nhà khoa học đầu ngành nghiên cứu, đó là quả gấc của Việt Nam. Quả gấc của Việt Nam cũng do một cộng tác viên là một giáo sư người Việt, hiện nay là đang là cộng tác viên với công ty NuSkin. Và đây là một sản phẩm mang tính chất là khoa học đột phá. Sản phẩm này với cái công nghệ gọi là công nghệ chống lão hóa, đó là công nghệ của công ty LifeGen Technology, là một công ty mà đã một 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 cái viện nghiên cứu đã được NuSkin mua lại, và họ họ đã tìm ra được cái căn nguyên của sự lão hóa, tìm ra được cái những cái nhóm gen, những cái nhóm gen có lỗi, hoặc những các cái nhóm gen mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể, để khắc phục, để tái thiết lập lại những cái nhóm gen đó. Và Pharmanex khi là độc quyền sản xuất cái sản phẩm Azelox này. Cái sản phẩm Azelox này thì cái thành phần chính là đông trùng hạ thảo, là nhân sâm và là hạt liệu. Đông trùng hạ thảo thì là một cái thực phẩm vô cùng quý hiếm, nó làm tăng cái năng lượng cho tế bào rất là nhiều. Khi mà tế bào được đủ năng lượng thì cái sự trao đổi chất diễn ra, độc tố ở trong những các cái nhân những các cái tế bào chất đi ra ngoài, cũng như là những các cái chất có lợi ở bên ngoài, cái sự trao đổi chất nó được diễn ra, thúc đẩy cái quá trình đấy, trao đổi chất diễn ra được tốt hơn. Và đặc biệt nữa là nhân sâm, thì sâm này là sâm châu Á chứ không phải là sâm Mỹ hoặc là những các cái sâm khác. Những sâm châu Á thu mua ở những các cái vùng có được những các cái trồng, những các cái vùng nuôi trồng rất là tốt, và cái sâm này thường là rất là lâu năm, khoảng trên 6 năm thì mới được thu hoạch. Và chính cái sâm thì mọi người cũng biết là có rất là nhiều người già chuẩn bị đến 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 những các cái phút tử vong, người ta cho ngậm sâm để có thể là kéo dài những cái sự tỉnh táo, kéo dài những cái sinh lực hơn. Và đặc biệt nữa đó là trái liệu, thì cái hạt liệu đã là một chất chống oxy hóa, hiện nay là gần như là đứng một trong những sản phẩm đứng hàng đầu. Và rõ ràng là cái sản phẩm này nó giải quyết được nhiều, rất là nhiều những các cái vấn đề mọi người đang gặp phải, đó là vấn đề về đau, đau đau xương, đau lưng, đau cơ, thậm chí là đau khớp, thì nó đã khắc phục và nó khắc chế được những các cái này. Và có rất là nhiều người không hiểu là tại sao mình khỏi và nguyên nhân do đâu. Có một lúc, một hôm nào tôi sẽ nói sâu, chuyên sâu hơn về cái sản phẩm này, để các anh chị có thể hiểu rõ hơn. Nếu như thông thường mà chúng ta chỉ sử dụng những các cái sản phẩm chăm sóc sắc đẹp bên ngoài và chúng ta không chú tâm đến những các cái sản phẩm bên trong, thì thực sự ra nó giống như là chúng ta chỉ là làm một cái cách thức là tạm thời, tức là rất rất là tạm thời. Khi mà cơ thể không được khỏe
thì rõ ràng là chúng ta không thiết cái gì cả. Có nhiều người che đậy bằng son phấn, che đậy bằng những mỹ phẩm hoàn hảo. Tuy nhiên là nếu như mà cơ thể của chúng ta không được cân chỉnh, không được đủ những các cái lượng dinh dưỡng cũng như là năng lượng không có, thì cơ thể của chúng ta, da của chúng ta, tất cả mọi vấn đề nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Thậm chí đến những các cái vấn đề ví dụ như là tóc, móng hoặc là xương da của chúng ta đều đều có những các cái vấn đề rất là nhiều. Chống lão hóa đó là tăng sức đề kháng từ bên trong, và tất cả chúng ta hãy sử dụng những các cái sản phẩm từ bên trong. Tôi hôm nay thì tôi cũng xin giới thiệu một cái sản phẩm hiện nay đang có ở thị trường Việt Nam, đó là T-Green 97. Thì tôi sẽ nói rất là nhanh, và hôm khác có thời gian thì tôi sẽ nói có thể là chuyên sâu hơn. Thì cái sản phẩm T-Green 97 này á, nó giúp giảm những các cái tình trạng stress, lưu thông mạch máu và tăng cường những các cái hệ miễn dịch và tăng cái khả năng tập trung luyện thi. Thành phần T-Green 97 thì có 95% là cái polyphenol. Cái chất này là một chất chống ung thư, chống oxy hóa rất là tốt. Và đặc biệt trong 97% cái polyphenol này thì nó có chứa 65% cái chất gọi là chất catechin. Thì cái catechin này là một cái chất mà hiện nay là một trong những chất mà phòng chống ung thư hàng đầu, là một cái sản phẩm độc quyền của Pharmanic chữa trị ung thư, và hiện nay đã được sử dụng tại những các cái trung tâm y tế của Mỹ và khuyến khích cho những các cái bệnh nhân sử dụng ung thư, bị bệnh ung thư ở bên Hàn Quốc. Thì cái đặc tính vượt trội của sản phẩm này đó là loại bỏ những các cái độc tính phát sinh từ thuốc lá này, rượu này, những các cái sóng điện tử, những các vận động viên. T-Green 97 thì sử dụng cái lá trà xanh thì được trồng từ cái tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Cái vùng đất trồng trà xanh này là một vùng đất hàng đầu ở Trung Quốc, hiện nay đang xuất khẩu đi khắp các thị trường trên toàn thế giới. Và cái quá trình sản xuất này thì nó đã loại bỏ 99,95% caffeine, và hoàn toàn không gây buồn ngủ cho người sử dụng. Và nó loại bỏ cái các trong khi mà cái quá trình T-Green 97 này thì ngoài cái chất nó gọi là polyphenol và cái catechin thì còn có những các cái chất gọi là chất diệp lục hoặc là những các cái chất axit cái axit nucleic và cái protein, những các cái loại vitamin và khoáng chất giúp cho duy trì những các cái sức khỏe cũng như là lưu thông mạch máu, tăng cường cái khả năng tập trung được tốt hơn. Thì cái cơ chế hoạt động của cái sản phẩm này thì có rất là nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là cái polyphenol thì có tác dụng ngăn chặn sự hình thành của những cái độc tố như là độc tố nitrosamine này, hoặc là ngăn chặn những cái sự hình thành của những cái lipid, tăng cường những cái hoạt động của các enzyme tự nhiên và chất chống lão hóa giải độc cơ thể. Cái sản phẩm này thì cái chức năng của sản phẩm này thì tương đương gấp 100 lần vitamin C và 25 lần vitamin E. T-Green thì đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc giải độc cho các bệnh nhân mà đang sử dụng thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh thì khi chúng ta sử dụng thì cái tồn tồn lượng nó sẽ lưu giữ ở gan cũng tương đối là nhiều, thì đây là một cái sản phẩm mà nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng thải độc tố. Và đây nó là một cái sản phẩm được sử dụng cho những các cái bệnh nhân ung thư ở Mỹ và có khả năng kháng khuẩn chống lại những các cái ung thư này, hoặc là xơ vữa động mạch này, hoặc là viêm khớp dạng thấp, những các cái bệnh tim, những bệnh mất trí nhớ đột quỵ, và có tác dụng là chống lại những các cái độc tố từ rượu. Nếu như mà có một anh nào mà hôm nào mà đi uống rượu về bị say rượu, và nếu mà chúng ta sử dụng 2 viên T-Green hòa ra, bỏ cái vỏ đi hòa ra và uống với nhiều nước, thì tôi tin chắc rằng cái mức độ nồng độ độ cồn ở trong máu nó sẽ giảm đi một cách rất là nhanh, và nó loại bỏ những các cái kích thích từ môi trường, những các cái kim loại nặng trong cơ thể, đặc biệt là nó có thể ngăn chặn được những các cái tia tử ngoại. Bên cạnh đó thì nó còn có những các cái tác dụng là lợi tiểu, hạ nhiệt, chống lão hóa và ngăn ngừa loãng xương, phục hồi sau stress
hoặc là tăng cường những cái hệ miễn dịch. Và với những cái thành phần tạo nhiệt thì sản phẩm Tigreen nó còn có tác dụng là giảm cân rất là nhiều. Cái polyphenol của trà xanh thì hoàn toàn không có những cái tác dụng phụ, bất kể một cái tác dụng phụ nào. Thì trong cái Tigreen 97 này thì không có cái tác dụng phụ giống như là trong những các cái trà xanh bình thường, và nó có rất là tốt cho phụ nữ mà trước khi mang thai sử dụng. Đây là một sản phẩm thì rất là tốt bởi vì nó được loại bỏ những các cái độc tố ở trong cơ thể phụ nữ trước khi mang thai. Và cái tác hại của cái caffeine, tức là cái chúng ta hay hay đi sử dụng trong cà phê này, hoặc là những chất mà đã loại bỏ ở ở Tigreen đi, thì cái tác hại của cái caffeine này là nó làm cản trở hấp thụ sắt và bài tiết canxi. Cho nên là nếu mà với những các cái người mà sử dụng quá nhiều, thường xuyên sử dụng cà phê có nhiều cái chất caffeine ấy, thì cơ thể luôn luôn bị những các cái tình trạng thiếu sắt, da lúc nào nó cũng dễ bị mái mái đi, răng có thể là bị xỉn đi, hoặc là bị thiếu những các cái nó canxi nó không được hấp thụ một cách hiệu quả. Thì khi đó thì phụ nữ mà thường xuyên sử dụng thì có những cái gây những cái chứng loãng xương cũng rất là nhiều. Và theo cái thử nghiệm lâm sàng của cái đại học Kansan mới đây ấy, thì cái Tigreen 97 này sử dụng sẽ có khả năng chống lại cái rối loạn của DNA là 68%. Do đó Tigreen được kết luận có khả năng bảo vệ những các cái màng tế bào khỏi những các cái rối loạn. Và năm 1997 thì một cuộc thử nghiệm đã được tiến hành tại một cái vùng gọi là Preventive, trên 5.852 người trên 40 tuổi. Thì theo kết quả thu được thì những người sử dụng trà xanh thì có thể thì tỷ lệ bị bệnh ít hơn so với những người không sử dụng. Và do đó kết luận là trà xanh có khả năng là ngăn ngừa những các cái tổn hại cho DNA. Và năm 1996 thì tiến sĩ Jane Wood đã tiến hành một cái thử nghiệm lâm sàng trong vòng 8 năm trên 35.000 người, thì kết quả cho thấy là những người sử dụng trà xanh thường xuyên thì có khả năng mắc bệnh, những bệnh thường gặp giảm đi 70%. Và một cái cuộc thử nghiệm ở tại Hà Lan về cái hàm lượng selenium trong móng chân thì cho thấy rằng là những người mà có hàm lượng selenium trong móng chân cao thì ít có khả năng mắc bệnh viêm phổi, và những người mà có nồng độ selenium trong móng chân thấp thì sẽ có khả năng là bị mắc những các cái bệnh về ung thư da rất là nhiều. Và cái catechin của trà xanh đã được tóm luận ở trong những cái luận văn phát biểu ở cái hội thảo trà xanh lần thứ 5 vào ngày mùng 7 tháng 5 năm 1999. Thì cái catechin của trà xanh thì có thể là ngăn ngừa bệnh tim. Đây là do giáo sư Lê Sôn, khoa học thực phẩm dinh dưỡng học của Đại học Công giáo Taku trình bày. Và hiện tại thì số người mắc bệnh tiểu đường đang tăng rất là cao. Các trường hợp mà không được chữa bệnh thì sẽ dẫn đến một số những cái bệnh khác như là cao huyết áp, xơ vữa động mạch, những các cái bệnh về tim mạch. Thì với những các cái nghiên cứu mà đã thực hiện được thì trà xanh khẳng định là có thể ngăn ngừa những cái rối loạn chống lão hóa và trị được những các cái bệnh tiểu đường. Do đó thì trà xanh là một loại thực phẩm là được khuyến khích sử dụng cho những bệnh nhân tiểu đường rất là tốt. Và trà xanh còn có tác dụng là điều chỉnh những các cái lượng đường trong máu của những người mà mắc bệnh tiểu đường. Và tác động của trà xanh đối với những người bị ung thư gan rất là cao. Và tôi vừa mới trình bày